có một nhân viên cứu hỏa tên là Lý Hữu Cường. Hữu Cường à, anh soi gương cả buổi trưa rồi mà vẫn chưa sửa soạn xong hả? Hữu Cường à, có phải hôm nay là đi hẹn với bạn gái không hả? Đúng vậy, hôm nay tôi có hẹn với bạn gái, chiều nay cùng nhau đi xem phim đó. Hả, có nhiệm vụ hả? Được, dạ, tôi biết rồi. Phía tây có một tòa lầu đang bị cháy, mọi người mau lên xe đi đến chỗ đám cháy. Dạ. Tiêu rồi, xem ra cuộc hẹn này lại bị hủy nữa rồi. Cứ canh vào lúc này, lại bị cháy nữa rồi. Hữu Cường, mau lên, cứu quả không được trì hoãn thời gian. Thế lửa thật quá lớn, mau nối thêm sóng nước vào, nhất định phải khống chế ngọn lửa. Con trai ơi, con trai của tôi. Chị à, tòa nhà này hiện giờ lửa cháy rất lớn, chị không thể vào trong được. Nhưng mà con trai của tôi vẫn còn ở trong nhà. Hả? Chị Dương, con trai của chị vẫn còn ở trong đó hả? Vậy phải làm sao đây? Con trai của cô ấy chỉ có 18 tuổi, làm sao mà có thể chạy ra khỏi đám lửa lớn như vậy chứ? Con trai ơi, con hãy kiên trì lên nha. Xin chị đừng sốt ruột, chúng tôi nhất định sẽ cứu con của chị ra ngoài. Chị hãy giao cho chúng tôi, nhà của chị ở tầng thứ mấy hả? Lầu 5. Hai anh mau vào trong đám cháy, đến tầng thứ 5 cứu gấp con trai của chị này. Hừ, cuộc hẹn hôm nay chắc chắn là tiêu rồi, còn phải vào đám cháy cứu người nữa, đúng là xui xẻo mà. Lý Hữu Cường, anh hãy nhanh lên cho tôi, cứu quá thời gian chết lại sinh mệnh đó. Dạ đó. Con ơi, con ơi, con trai tôi, con không sao chứ? Anh Lưu, tốc độ của anh thật là nhanh đó. Cứu quả thời gian chính là sinh mệnh, chúng ta có thể nhanh được một giây, nó không chừng cũng có thể cứu được một sinh mệnh. Trong công việc cứu hỏa, Lý Hữu Cường chưa từng gặp qua nguy hiểm. Nhưng vào một buổi sáng nọ, trên đường đi làm, anh lại gặp phải bất trắc. À, hả? Đừng, đừng, đừng. Lý Hữu Cường bị tai nạn xe, may gặp được một chiếc xe cứu thương đi ngang qua, đã nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện. Hữu Cường, Hữu Cường, con mau tỉnh lại đi. Ba mẹ đừng nên quá đau lòng, em trai con sẽ không sao đâu. Bác sĩ, vết thương của em trai tôi như thế nào vậy? Có nguy cấp lắm không? Bác sĩ, con trai tôi rốt cuộc là bị làm sao vậy? Thì gan của anh ta bị dập, xương sườn bị gãy, phần đầu và phổi bị chảy máu, nặng thì sẽ mất mạng, nhẹ thì sẽ trở thành người thực vật. Hữu Cường ơi, con mau tỉnh lại đi. Hai người chị anh ta không nỡ ngồi nhìn song thân tuổi già mà tâm can tan nát, bèn quyết định lên núi tìm một vị pháp sư cầu cứu. Sư phụ, A Di Đà Phật. Sư phụ, toàn bộ sự việc là như vậy đó, mong sư phụ cứu giúp em trai chúng con. Sư phụ, cầu xin người hãy giúp con trai chúng tôi. A Hữu Cường hiện tại đang làm việc gì hả? Dạ, là nhân viên cứu hỏa. Hữu Cường trong nhiệm vụ là một nhân viên cứu hỏa. Đối với việc cứu hỏa mà nói, có chỗ nào thờ ơ bê trễ sẽ kết oán sâu oan nghiệp. Duy chỉ có phong sanh mới có thể giải cứu được oan trái, tiêu trừ oan thù. Dạ, cảm ơn sư phụ. Bây giờ chúng con đi phong sanh ngay. Người nhà của Lý Hữu Cường sau khi rời khỏi đạo tràng của pháp sư
bèn đi mua các con vật ngày ngày phóng sanh, không dám ngưng dừng ngày nào cả. Người nhà Lý Hữu Cường đã duy trì việc phóng sanh trong hơn một tháng. Bệnh của Lý Hữu Cường không ngờ dần dần lại có chuyển biến tốt hơn. Tuy không thể nói chuyện được, nhưng anh ta có thể mở mắt ra được, tứ chi cũng dần dần có thể cử động được. Cảm ơn trời đất, Lý Hữu Cường cuối cùng cũng đã sống lại rồi. Con hãy nghỉ ngơi đi. Con nhất định sẽ khỏe lại. Bác sĩ, bệnh tình của em trai tôi hiện tại là như thế nào vậy? Anh ta có thể hồi phục như hiện nay, quả là một kỳ tích. Có một số điều tôi thật không hiểu rõ. Tình trạng này của em trai cô thật là hiếm thấy. Hữu Cường à, trong thời gian con làm nhiệm vụ của một nhân viên chữa cháy, đối với công việc chữa cháy, có phải là đã từng làm chuyện gì phải hổ thẹn với lương tâm không? Con không cần phải nói ra, khởi tâm động niệm cũng là nghiệp. Sau này đừng có làm như vậy nữa. Dạ. 9 tháng sau, Lý Hữu Cường bắt đầu dần dần khỏe lại. Mỗi tháng có tổ chức lễ phóng sanh lớn, mọi người đều luôn nhìn thấy bóng dáng của anh ta và thấy anh ta niệm A-di-đà Phật, tài thì phóng sanh, thành tâm thành ý, sám hối tất cả lỗi lầm trước đây. No.